Thì tất cả các truyền thông báo chí đều hay nói rằng thầy Đức nói em thế này, nói em thế kia. Nhưng thực sự trong bản thân của em là thầy Đức là một người rất là quan tâm cho em nói chung và tất cả các anh em ở đội bóng nói riêng. Thì thầy luôn có một cái khái niệm là thầy là người thẳng tính, thầy thích chia sẻ thẳng. Bởi vì thầy luôn muốn chia sẻ, nhắc nhở và đôn thúc các cầu thủ. Muốn muốn tất cả anh em ở trong đội bóng tốt lên. Nên đôi khi thầy nóng tính thì thầy hay 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 chia sẻ với các báo chí như vậy, nhưng khi ở ở với đội thì thầy rất là một người thầy, một người cha rất hay chia sẻ nhiều với bọn em. Thật sự khi nói về thầy Lưu Bình Đức thì em cảm thấy rất là tự hào khi được làm việc với thầy và được trải nghiệm cùng thầy những cái trận đấu thành công và thất bại cùng thầy, và cũng được thầy chỉ bảo rất là nhiều. Thật sự là quãng thời gian làm việc với thầy Park, thầy là một người như một người cha của mình. Ở trên đội tuyển thầy luôn quan tâm, luôn chia sẻ và luôn quan sát những cầu thủ. Thầy có những cái đánh giá rất là nghiêm khắc. Và em nghĩ thầy Park là một người người thầy người cha luôn luôn truyền cảm hứng với tinh thần các cầu thủ rất là cao. Có một lần thầy Park gọi điện cho em là thầy đã chia sẻ, thầy đã nói chuyện với em bảo là ở câu lạc bộ thì dù thế nào nữa thì cũng phải cố gắng thi đấu tốt, cố gắng ghi bàn để còn có danh sách lên tập trung đội tuyển và luôn cố gắng hết mình. Đấy là cái chia sẻ của thầy với em để cho em cái động lực. Động lực của em ở đây là khi mình được một người huấn luyện viên trưởng người ta động viên mình như thế thì không có gì là để mình có thể không cố gắng, để mình hết không hết mình để mình làm những cái gì tốt nhất để cho người ta thấy là mình xứng đáng có tên trong danh sách đội tuyển. Thật sự là khát vọng của em là vẫn mong muốn được quay lại đội tuyển để thi đấu, để cống hiến. Từ thời huấn luyện viên mới lên thì em vẫn chưa được có cơ hội để lên để làm việc chung, và em hy vọng là em sẽ cố gắng thi đấu tốt để huấn luyện viên mới có thể nhìn nhận mình một cách công bằng nhất và xứng đáng nhất để gọi mình lên triệu tập. Phải thú thật với Trinh là thời gian gần đây khi mà đề cập một vấn đề gì với Trinh là mình cảm thấy rất là lo ngại, là sợ làm Trinh bị tổn thương. Trinh có thể chia sẻ là trong những năm vừa rồi Trinh gặp những khó khăn như thế nào mà ở giải vô địch quốc gia chơi cũng không bùng nổ được như mong muốn, và đặc biệt là người ta đặt ra câu hỏi ở đội tuyển quốc gia. Thực sự là trong 2 năm vừa rồi Trinh cũng chuyển đến câu lạc bộ mới là TP Lam Bình Định. Trong khoảng năm thời gian đầu thì năm đầu Trinh về Bình Định thì môi trường mới, huấn luyện viên mới, có các đồng đội mới, có thể là do một chút nào đấy về chiến thuật của huấn luyện viên Trinh vẫn chưa thích nghi sớm được, nên có một quãng thời gian năm đầu tiên của về Bình Định là rất là khó khăn. Chúng ta bắt đầu ở Đà Nẵng đi. Cái mùa ghi 9 bàn, cái mùa đấy là cái mùa mà tất cả giới chuyên môn, các huấn luyện viên đều cảm thấy kỳ vọng rất nhiều. Sau rất nhiều năm chúng ta thi đấu tốt ở những giải trẻ thì bảo à đây rồi, hóa ra là có một tiền đạo cắm rồi. Vì bóng đá Việt Nam tiền đạo cắm nội là tìm rất khó. Thì cái mùa giải đấy lý do vì sao mà Trinh lại bùng nổ? Cái mùa giải mà Trinh thi đấu ở cho Đà Nẵng đó là huấn luyện viên Minh Phương làm cho Đà Nẵng, và năm đấy là huấn luyện viên Minh Phương rất là tin tưởng và trao nhiều cơ hội để Trinh được chơi đúng vị trí sở trường của mình là tiền đạo cắm. Và cái năm đấy Trinh cũng thật sự là cũng hoạt động rất là hiệu quả ở trên cái cương vị là một tiền đạo cắm. Năm đấy thì Trinh cũng ghi được cũng rất là nhiều bàn thắng cho SHB Đà Nẵng. Về sau nó lại là một câu chuyện khác. Ai cũng biết là huấn luyện viên Huỳnh Đức nói rất nhiều về Trinh. Thậm chí là các nhà chuyên môn cũng nói là anh Đức anh nói như vậy thì có thể là gây ảnh hưởng đến tâm lý của Trinh. Có một hôm mình cũng đang nói chuyện với anh Lê Huỳnh Đức ở trên sân Hàng Đẫy. Bảo là bây giờ Trinh mà anh mà cứ nói Trinh như vậy nó áp lực tâm lý, nó khó chơi. Trinh có thể chia sẻ những cái khó khăn của mình khi mà sau khi cái mùa giải mà Minh Phương cầm và cả một cái chặng đường anh Lê Huỳnh Đức làm. Thật sự là khi tất cả các truyền thông báo chí đều hay nói rằng thầy Đức nói em thế này, nói em thế kia. Nhưng thật sự trong bản thân của em là thầy Đức là một người rất là quan tâm cho em nói chung và tất cả các anh em ở đội bóng nói riêng. Thì thầy luôn có một cái khái niệm là thầy là người thẳng tính, thầy thích chia sẻ thẳng.
Bởi vì thầy luôn muốn chia sẻ, nhắc nhở và đôn thúc các cầu thủ, muốn tất cả anh em ở trong đội bóng tốt lên. Nên đôi khi thầy nóng tính thì thầy hay chia sẻ với các báo chí như vậy, nhưng khi ở với đội thì thầy rất là một người thầy, một người cha, rất hay chia sẻ nhiều bọn em. Đây chính là cái khoảnh khắc mà chúng ta có thể chia sẻ để mọi người hiểu hơn về cái mối quan hệ giữa Trinh và anh Lê Huỳnh Đức. Bởi vì là Minh Hải cũng đã từng được biết là anh Lê Huỳnh Đức thậm chí là đã lấy cái phim chụp của Trinh gửi sang Thái Lan để kiểm tra về cái chấn thương của Trinh. Và ở trong những buổi tập thì phải nói là chia sẻ với Trinh rất nhiều, bởi vì anh ấy cũng là một tiền đạo cắm. Thì Trinh có thể chia sẻ về cái mối quan hệ giữa hai thầy trò được không? Thật sự là cái hồi em đi AF Cup về em bị chấn thương thì thầy cũng cho đi chụp phim. Và thầy cũng bảo là cái phim này để thầy gửi đi để các bác sĩ tốt nhất để kiểm tra cho Trinh xem là có vấn đề gì không, để còn biết cách để điều trị để quay trở lại sớm. Và thầy cũng là một tiền đạo giỏi của Việt Nam, nên khi ra sân tập luyện thầy luôn chỉ dạy những cái nhỏ nhất, những cái di chuyển với những khâu dứt điểm, là thầy luôn chỉ dạy những cầu thủ tiền đạo ở SHB Đà Nẵng vào thời điểm đấy, rất là một cách rất là nhiệt huyết. Mọi người thì hay nói là Trinh là người rất là may mắn, là toàn những siêu tiền đạo của Việt Nam là đào tạo Trinh thôi. Anh Trần Minh Chiến là người phát hiện ra này, xong về sau có Việt Thắng này, xong về sau có anh Lê Huỳnh Đức này, toàn là những tuyệt đại cao thủ. Cái câu chuyện ở đây mà chúng ta muốn chia sẻ là làm việc với anh Lê Huỳnh Đức có áp lực không? Có cảm thấy có một cái gì, đương nhiên là tạo áp lực, nếu mà nó thành động lực thì nó là tốt. Nhưng đôi khi áp lực nó quá ấy, là chúng ta không vượt qua được, là khả năng là nó sẽ chịu một cái, phải nói là cái thách thức rất là lớn về mặt tâm lý. Chưa ra sân đã thấy nặng nề rồi. Trinh có trải qua những cái áp lực theo cái kiểu như vậy không? Sau năm đầu em về đấy thì lúc đầu là mình cũng cảm giác là rất là sợ sệt. Nhưng mà dần về sau được 2-3 năm sau thì em làm việc nhiều thầy Đức hơn, thì mình bắt đầu hiểu thầy hơn và mình biết cách, do cách đấy để thầy muốn truyền đạt đến các cầu thủ, là cũng chỉ muốn là cầu thủ tốt hơn thôi. Và đã có rất nhiều buổi là thầy Đức với cả các bạn của Đà Nẵng ngồi cà phê với nhau và tâm sự với nhau rất là nhiều, nên bọn em dần hiểu được tính cách của thầy, nên cũng không còn áp lực gì nhiều cho các cầu thủ. Thầy Đức rất muốn tốt cho em. Bản thân em nói chung là em chỉ thấy là thầy hay đi chia sẻ là Trinh thế này, Trinh thế kia thôi. Nhưng mà thật ra trong tâm của thầy em biết được là thầy rất muốn tốt cho em. Bởi vì lúc nào thầy cũng muốn giữ cái đôi chân của em ở dưới mặt đất, không muốn mình nghĩ là mình là cái này cái kia. Nên lúc nào thầy cũng tỏ ra rất là nghiêm khắc với Trinh. Nên là cái đấy là điều đấy em cũng biết. Và dần dần thì mình cũng thấu hiểu được là thầy rất muốn tốt cho mình, nên thầy mới có những cái chia sẻ như vậy. Thật sự lúc em cũng thấy báo chí đăng rất là nhiều về những thầy Đức phát biểu, nhưng mà trong bản thân em thì em nghĩ là đấy là thầy cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi. Và ở cuộc sống hàng ngày mình gặp thầy á, thầy vẫn rất luôn quan tâm, luôn chia sẻ với em, và thầy luôn tạo động lực cho em để em tiến lên và phát triển hơn nữa. Đó là em hiểu, em là tiếp xúc với thầy nhiều thì em sẽ hiểu như vậy. Thời ở thầy Đức thì em học được rất là nhiều, từ cách sinh hoạt thầy Đức là luôn ép các cầu thủ trẻ là phải ăn ngủ nghỉ đúng giờ, sinh hoạt không được thức muộn dậy muộn. Hôm nào như kiểu ở Đà Nẵng bọn em mà xuống ăn sáng muộn là gặp thầy là thầy chửi luôn. Thầy bảo mấy ông sao giờ này em xuống ăn sáng giờ này sao tím tập được. Là những cái chia sẻ của thầy với bọn em để bọn em tự giác hơn với bản thân của mình để chuẩn bị cho những cái buổi tập. Về chuyên môn thì sao? Mình rất quan tâm đến vấn đề chuyên môn, bởi vì anh Đức chỉ ra rất nhiều những cái ở Hà Đức Chinh mà cần phải cải thiện. Ví dụ như là cảm giác cầu môn này, ví dụ như là kỹ thuật này, ví dụ như là quan sát này. Đấy là những cái mà anh Lê Huỳnh Đức rất hay chia sẻ về Hà Đức Chinh. Thì những cái tố chất mà anh Lê Huỳnh Đức anh nhìn ra như thế, anh có giúp mình cải thiện được không? Thật sự là trong mỗi buổi tập thì thầy Đức riêng luôn dành ra 15 phút cuối buổi tập để dành cho các tiền đạo tập dứt điểm cầu môn và tập kiểm soát đỡ bóng để dứt điểm cầu môn. Em nghĩ là đấy là thầy luôn quan tâm mình, luôn quan tâm các anh em tiền đạo ở đội bóng, nên thầy mới có những cái thời gian để dành cho tiền đạo để cải thiện những cái vấn đề đấy. Thật sự khi nói về thầy Lê Huỳnh Đức thì em cảm thấy rất là tự hào khi được làm việc với thầy và được trải nghiệm cùng thầy những cái
trận đấu thành công và thất bại cùng thầy và cũng được thầy chỉ bảo rất là nhiều. Khi em về Đà Nẵng thì em cũng chỉ là một cầu thủ trẻ thôi và em cũng dần dần lớn lên và trưởng thành. Em nghĩ là đoạn trưởng thành và quan trọng nhất của em vẫn là trưởng thành nhất vẫn là ở EHB Đà Nẵng cùng thầy Đức. Đến bây giờ người ta thống kê là tất cả những ngôi sao của các câu lạc bộ mà anh Lê Huỳnh Đức cầm đều rất khó để phát huy được khả năng. Và đặc biệt là cái vị trí đá chung với anh Lê Huỳnh Đức là tiền đạo. Hà Đức Chinh là một trường hợp như thế. Mùa vừa rồi lại thấy trường hợp của Tiến Linh nữa. Ở đây chúng ta không đang cố gắng là nói là anh Lê Huỳnh Đức là người thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái phương pháp của anh ấy như thế nào. Và đặc biệt là cái tình cảm mà anh ấy dành cho học trò nó ra sao. Trinh có thể chia sẻ những cái kỷ niệm giữa hai thầy trò không? Cái sự chuyên nghiệp của thầy như thế nào, rồi cái yêu cầu của thầy như nào, thậm chí là thầy có thể đả thông cho mình những cái chưa hiểu về chiến thuật, về kỹ thuật ra sao. Nói về chuyện ở Bình Dương thì em cũng không là người trong cuộc nên em cũng không biết. Và nói về ở Đà Nẵng thì Trinh cũng có một thời gian cũng rất là khó khăn ở câu lạc bộ Đà Nẵng. Và thầy cũng luôn gọi sang phòng riêng để nói chuyện và tâm sự rất là nhiều. Và hai thầy trò cùng tìm ra hướng giải quyết và để giải quyết những cái khó khăn mà đang gặp ở cái lúc đang thi đấu để mình giải quyết được, để mình phát triển được, để mình hoàn thiện hơn nữa. Với rất nhiều người bây giờ họ vẫn đang nghĩ là vấn đề lớn nhất của Hà Đức Chinh là anh Lê Huỳnh Đức. Trinh sẽ nói gì để minh oan cho người thầy của mình? Không, đấy không phải là minh oan mà là em phải nói với họ là em rất tự hào khi được làm việc với thầy Đức. Bởi vì thầy đấy là người dẫn dắt em, là người trao cho em cơ hội, là người tạo ra cho em cái niềm cảm hứng để chơi bóng. Và cho mình cả sự khắt khe để mình đúng rồi cải thiện khả năng, đúng không? Vâng. Rồi đến cái câu chuyện của thầy Park. Trong những lúc mà gặp rất nhiều khó khăn ở câu lạc bộ, nhưng mà thầy Park, đặc biệt là thầy Ly. Thầy Ly là bảo vệ Hà Đức Chinh lắm. Không cần biết là Hà Đức Chinh thi đấu ở câu lạc bộ nào như nào, nhưng mà cứ phải đưa Hà Đức Chinh vào cái danh sách sơ bộ. Sau đó là phân tích và bảo vệ là Hà Đức Chinh là một cầu thủ rất cần cho đội tuyển Việt Nam. Trinh có thể chia sẻ những cái câu chuyện mà các thầy đã nói với mình, đặc biệt là thầy Park và thầy Ly. Thật sự là quãng thời gian làm việc với thầy Park, thầy là một người như một người cha của mình ở trên đội tuyển. Thầy luôn quan tâm, luôn chia sẻ và luôn quan sát những cầu thủ. Thầy có những cái đánh giá rất là nghiêm khắc. Và em nghĩ thầy Park là một người thầy, người cha luôn luôn truyền cảm hứng với tinh thần của cầu thủ rất là cao. Còn về thầy Ly thì đến giờ hiện tại là em với thầy Ly vẫn là liên lạc rất là nhiều với nhau, luôn chia sẻ những cái khó khăn và những cái niềm vui trong cuộc sống. Và em nghĩ thầy Ly cũng như là một người cha của em, luôn chia sẻ, luôn tìm cách để giải quyết những cái vấn đề mà em gặp khó khăn trong cuộc sống. Thật sự là thầy nói tiếng Hàn thì em nói tiếng Việt nhiều lúc cũng rất là khó chia sẻ. Nhưng mà khi em lên tập trung đội tuyển, nhiều lúc thầy rất hay gọi qua phòng để nói chuyện. Có nghĩa là một số câu chuyện vui thôi, nhưng mà thầy lại cho một chút quà, một chút bánh để đem về. Nên là em nghĩ đấy là một cái tình cảm rất là đặc biệt của thầy dành cho em ở cái thời lúc bấy giờ. Thầy có chia sẻ với mình những cái ý tưởng để mình cải thiện bản thân không? Về chuyên môn thì chỉ có ra sân. Ra sân thì thầy hay luôn nhắc nhở em. Em nghĩ là ra sân là thầy Ly là một người rất là nghiêm khắc đối với em. Một mình riêng em ở trên sân lúc nào thầy cũng nhắc em là phải như thế này, phải như thế kia. Đấy là em hiểu được cái mà thầy muốn truyền đạt đến cho mình là mình phải làm tốt hơn những cái nhiệm vụ đấy, là mình phải làm khắt khe hơn trong những cái nhiệm vụ đấy mà mình được giao. Thực sự là mọi người hay nói về cái chuyện là Hà Đức Chinh như kiểu con nuôi của thầy Ly ấy. Là thầy rất là quan tâm, thậm chí là khi mà Hà Đức Chinh thi đấu không tốt, ông cũng nói với ban huấn luyện giải thích là lý do vì sao. Rồi thậm chí là gửi những cái lời động viên, Trinh cố gắng lên nhé, đội tuyển vẫn luôn luôn rộng mở. Tức là luôn luôn có những cái lời động viên để giúp cho mình có được cái động lực. Thời điểm thầy Park, thầy Ly đấy, thầy Ly cũng là cái nguồn động lực lớn cho em để em nhiều lúc không chùn bước, bởi vì thầy rất là hay động viên em. Kể cả lúc gặp khó khăn thầy nhắn tin, thầy gọi điện, thầy lúc nào thầy cũng động viên để cho mình cố lên, để cho mình, thầy cũng bảo là phải cố lên thì mới có
danh sách để lên tập trung đội tuyển thì chúng ta cũng có thể gặp nhau và chia sẻ được. Đấy là một cái niềm động lực rất là lớn cho em để em cố gắng. Khi mà thầy Park rồi thầy Lee rồi các huấn luyện viên người Hàn ấy là không còn làm ở đội tuyển nữa thì cái cảm xúc cá nhân của Trinh lúc đấy thế nào? Thì thật sự là em biết cái điều đấy kiểu gì cũng đến sớm hay muộn thôi, nhưng mà em nghĩ đấy là một cái thành công của ban huấn luyện và cùng các cầu thủ ở cái thời điểm mà chúng ta đã nhìn, tất cả đã nhìn thấy rồi. Nhưng em thấy là thầy nghỉ thì cũng sẽ có người khác làm thay, nên đấy là một cái quy luật. Thật sự là cũng rất là tiếc bởi vì thời gian làm việc với các thầy Hàn Quốc rất là nhiều. Có những thời điểm mà dịch Covid rất là bùng phát rất là nhiều ở Việt Nam mình thì bọn em lúc đấy cũng đang tập trung đội tuyển, và bọn em ở trong khách sạn Việt Nam bọn em bị block lại với nhau hết. Và lúc đấy bọn em coi nhau như là một gia đình, là bọn em ăn ở chung, tập luyện chung. Cái thời đấy, thời gian đấy kéo dài rất là nhiều, và em nghĩ là đấy là những cái tình cảm và những cái quan tâm dành cho nhau. Có một lần thầy Park gọi điện cho em và thầy đã chia sẻ, thầy đã nói chuyện với em bảo là ở câu lạc bộ thì dù thế nào nữa thì cũng phải cố gắng thi đấu tốt, cố gắng ghi bàn để còn có danh sách lên tập trung đội tuyển, phải luôn cố gắng hết mình. Đấy là cái chia sẻ của thầy với em để cho em cái động lực. Động lực của em ở đây là khi mình được một người huấn luyện viên trưởng người ta động viên mình như thế thì không có gì là để mình có thể là không cố gắng, để mình không hết mình để mình làm những cái gì tốt nhất để cho người ta thấy là mình xứng đáng có tên trong danh sách đội tuyển. Tức là có cảm giác như là thầy luôn luôn tạo cho mình một niềm cảm hứng. Tức là tôi đã rất tin anh rồi đấy, nhưng mà anh phải ghi bàn đi để tôi gọi anh lên cho nó thuyết phục. Đấy, kiểu như thế. Thực sự là trong những lúc khó khăn mà có những cái lời chia sẻ như vậy nó giá trị lắm. Chúng ta cũng đã từng rơi vào những cái trạng thái nó rất là, phải nói là rất là bế tắc. Và có những người mà khai thông cho mình cái tư tưởng, tạo một cái nguồn động lực rất là mạnh cho mình thì phải nói rất là tuyệt vời. Chúng ta vẫn phải nói đến đội tuyển quốc gia. Đến bây giờ thì cái khát vọng của Hà Đức Chinh ở đội tuyển quốc gia với triều đại mới của ông Philippe Chusse nó như thế nào? Thật sự là khát vọng của em là vẫn mong muốn được quay lại đội tuyển để thi đấu, để cống hiến. Từ thời huấn luyện viên mới lên thì em vẫn chưa được có cơ hội để lên để làm việc chung, và em hy vọng là em sẽ cố gắng thi đấu tốt để huấn luyện viên mới có thể nhìn nhận mình một cách công bằng nhất và xứng đáng nhất để có thể là gọi mình lên triệu tập. Đã hai lần tập trung rồi, không có tên Hà Đức Chinh. Rất buồn ạ. Lúc đấy thì Chinh thấy là lúc mà trước khi danh sách được công bố mình có hy vọng gì không? Tức là bản thân mình có một sự kỳ vọng nào đấy không? Thật sự là năm đầu tiên thì em không có kỳ vọng gì đâu, bởi vì bản thân mình cũng biết là mình thi đấu không được tốt ở cái năm đầu tiên Bình Định. Năm thứ hai này thật sự là em cũng được chú Thắng trao gọi rất là nhiều, và cũng em nghĩ là bản thân em cũng đã cố gắng thi đấu hết sức, và em cũng hy vọng là mình cũng sẽ được trao cơ hội để lên để thử làm việc với huấn luyện viên mới, nhưng xem như thế nào. Nếu mà tốt thì mình được ở lại, còn không tốt thì chấp nhận. Rất nhiều năm thì Hà Đức Chinh đã là một cái tên không bao giờ thiếu ở đội tuyển quốc gia. Xong rồi hy vọng có tên trong danh sách của huấn luyện viên mới, sau đó lại không có, lần thứ hai cũng lại không có. Thực sự là lúc đấy rất là muốn Hà Đức Chinh chia sẻ xem là cái cảm xúc thật sự của một chàng trai tưởng như đã có tất cả mọi thứ, xong bây giờ lại phải bắt đầu chứng minh lại từ đầu. Vâng, đấy cũng là cái em đang mong muốn nhất bây giờ, là khi mình không được gọi lên đội tuyển thì mình cũng phải xem xét lại bản thân của mình, là mình cái gì mình còn chưa làm được, cái gì mình còn thiếu, thì trong những cái thời gian mình tập luyện mình cố gắng làm, và hơn hết là trong các trận đấu là mình phải cố gắng thể hiện hết sức, thi đấu hết mình để cho những người đánh giá chuyên môn người ta có thể nhìn thấy điều đấy. Về đội tuyển quốc gia thì chắc chắn là nó cần phải một quá trình, và ông Philippe Chusse thì luôn luôn đánh giá rất cao những cầu thủ có phong độ tốt, cho nên là cái việc là thi đấu tốt ở câu lạc bộ nó đóng vai trò rất là quan trọng. Hà Đức Chinh ở câu lạc bộ có gặp khó khăn gì không, đặc biệt là ở cái năm đầu tiên với một cái tên tuổi như Hà Đức Chinh mà một mùa giải không ghi được bàn thắng, hay là mùa giải thứ hai ghi được có 2 bàn, liệu nó có ít quá không nhỉ? Em nghĩ đấy là
quá ít so với một tiền đạo. Nhất là tiền đạo tên tuổi. Dạ, không phải là tên tuổi mà em nghĩ là quá ít cho một tiền đạo luôn. Bởi vì năm đầu thì em về thì lúc đầu thì cũng coi là lúc đầu là cũng rất là khó khăn. Bởi vì toàn các cầu thủ mới này, huấn luyện viên mới. Thì thật sự là năm đầu là một năm đối bản thân của Kinh thì cũng là năm rất là đáng nhớ. Để mình nhìn nhận lại, để xem mình còn thiếu sót những cái gì và mình còn phải cải thiện những cái gì để sang mùa kế tiếp mình sẽ phải thay đổi, phải thích nghi, để phải làm tốt hơn, để có những cái thành công hơn. Một người thầy cũ của Trinh đã nói là việc Trinh không ghi được bàn thắng là chuyện đương nhiên. Bởi vì ở một câu lạc bộ mà người ta đá tiền đạo cắm là một bộ đôi ngoại, xong tiền vệ công cũng là một cầu thủ ngoại nữa. Đấy là cái mùa đầu thì thực sự là rất khó. Có Rafael Sơn, có Jimmy Linh, ở dưới có Henrio, còn chỗ nào cho Trinh đâu. Thành ra là mình không có cơ hội để đá ở vị trí sở trường. Thì cái hậu quả nó dẫn đến là chúng ta không có được bàn thắng. Và khi người ta dự bị nhiều quá thì nó sẽ đánh mất đi cái bản năng sát thủ. Bởi vì tiền đạo nó phải là cảm giác, tiền đạo nó phải là hưng phấn, tiền đạo nó phải là quyết đoán. Nhưng mà bây giờ khi mà mình không có cơ hội, bao nhiêu những cái nó dồn nén vào mình, nó làm triệt tiêu tất cả những yếu tố đấy đi. Trinh đánh giá như nào về những cái lời chia sẻ, cái sự đồng cảm như thế của các thầy? Khi năm đầu ở Bình Định thì rõ ràng là Bình Định đã ba ngoại binh là tiền đạo. Nên cái thời gian thi đấu của Trinh ở trên sân rất là ít. Cơ hội thì cũng không có nhiều, tại vì mùa đầu tiên mình về, em phải nói thật sự là mùa đầu tiên cũng không thể hiện được nhiều để có cho mình một cái suất đá chính ở trong đội hình Bình Định lúc bấy giờ. Nên cái mùa đầu em nghĩ là cái mùa khó khăn nhất. Trước khi mà Trinh về với Bình Định, Trinh có lường trước được cái khó khăn này không? Bởi vì là trong thời điểm mà Trinh chuyển nhượng ấy, thì cũng có rất nhiều những đội bóng cũng cần có Trinh, trong đấy có Hải Phòng. Hải Phòng thì rất thích Trinh luôn, rất muốn Trinh về. Mà nếu mà Trinh về Hải Phòng thì khả năng cao là cái cơ hội được chơi nó sẽ nhiều hơn. Đầu tiên em về Bình Định thì em cũng đã cân nhắc rồi là đá ba ngoại binh. Nhưng mà mình vẫn hy vọng là mình sẽ thể hiện tốt và mình sẽ có một suất thi đấu ở trong đội hình Bình Định đấy. Đấy là cân nhắc lúc chuẩn bị về của Trinh. Nhưng có thể là lúc đấy mình cũng máu đúng không? Mình nghĩ là tôi tự tin, tôi có thể cạnh tranh sòng phẳng với công. Điều gì mà khiến cho Trinh cảm thấy là mình lại quyết đoán đến như thế vào thời điểm đó? Bởi vì nếu như với một tiền đạo khác, một cầu thủ khác thì họ sẽ lựa chọn Hải Phòng, nó sẽ an toàn hơn. Bởi vì lúc đấy Rafael Sơn, Jimmy Linh đều là tiền đạo hàng đầu. Henrio thì là ngoại binh số 1 Việt Nam trong mấy năm trở lại đây rồi. Thì mình rất là khó. Xong đang là một tiền đạo ông vua vòng cấm, tự nhiên lại rất hay phải đá giạt ra biên, đúng không? Tức là mình cảm giác như là mình hay sút một phát là mình ghi bàn ngay. Xong bây giờ lại mình phải nhấp biết bao nhiêu nhịp, phải truyền bao nhiêu nhịp. Thực sự là nó khó khăn hơn rất là nhiều. Trinh có thể chia sẻ về những cái khó khăn ở những cái vị trí nó không phải sở trường nữa, và thích nghi nó như thế nào? Vâng, thật sự là khi về Bình Định nhiều thời điểm mình không được đá đúng sở trường của mình. Nhưng mà ở trong đội bóng thì có những cầu thủ ngoại rất là chất lượng như vậy. Đôi khi mình cũng được huấn luyện viên ra trọng trách thì mình phải hoàn thành cái nhiệm vụ mà đầu tiên mình phải hoàn thành cái nhiệm vụ mà huấn luyện viên ra phó cho mình trước đã, xong bắt đầu mình mới tính tiếp những được những cái bước tiếp theo. Tôi nghĩ là như thế này nhá. Ví dụ như là khi mà Trinh đá tiền đạo cắm, đá trong vòng cấm địa thì lúc đấy chúng ta mới kỳ vọng về bàn thắng. Còn nếu mà khi mà Trinh mà đá giạt ra biên thì lúc đấy cái nhiệm vụ của Trinh là truyền bóng, là kiến tạo, thì lúc đấy người ta sẽ không tính về Trinh với cái chỉ số bàn thắng được coi là một cái thước đo của thành công nữa. Trinh có suy nghĩ như thế hay không, và anh Đức Thắng có nghĩ như thế không, hay là Trinh cứ ra sân là cứ phải nghĩ đến bàn thắng? Không ạ, khi về đội bóng mới này em cũng luôn xác định là kể cả thi đấu vị trí nào thì mình cũng phải ra sân thi đấu. Mà khi ra sân thì kể cả mình ghi bàn được hay không, mình kiến tạo được cũng là một điều rất là tốt để giúp đội bóng của mình giành chiến thắng. Tính toán tương lai của Trinh thế nào? Bây giờ đang rất quan tâm đến tương lai. Dường như là cái lứa U20 World Cup của mình là hiện nay đồng loạt anh em đang gặp rất nhiều khó khăn. Từ Quang Hải đến Tiến Linh cho đến Hà Đức Trinh. Anh em, một loạt anh em đang gặp rất nhiều những cái thách thức. Hình như là nó đang đến một cái chu kỳ.
hy vọng đây là cũng là cái chu kỳ để có một cái bước vọt mạnh hơn để cho năm sau tất cả các anh em vùng dậy mạnh mẽ hơn và vùng dậy mạnh mẽ có thể thi đấu tốt hơn và tìm lại đúng cái bản năng của mình như những năm trước kia. Tính toán cho tương lai như nào? Trinh cũng muốn được thi đấu nhiều hơn, ra sân nhiều hơn. Cái thời lượng mà được chơi bóng ở trên sân nó sẽ được kéo dài hơn nữa để mình có thể thể hiện được nhiều hơn. Tại vì bây giờ Trinh mà có 26, 27 tuổi thôi, sức với cả tinh thần vẫn, em nghĩ là vẫn rất là khỏe để cho mình chiến đấu được tất cả 90 phút chọn trong một trận. Một cách cụ thể hơn đi, đâu là những cái điểm mà mình muốn cải thiện về mặt chuyên môn đã? Về mặt chuyên môn thì Trinh mong muốn là được thi đấu đúng vị trí tiền đạo, cắm, sở trường và cũng muốn được tạo nhiều cơ hội hơn để mình khẳng định hơn. Thế bây giờ cái thiếu đầu tiên và duy nhất của chúng ta là bây giờ là cơ hội. Cứ phải cơ hội và phải ra đúng sở trường. Có lẽ là những câu chuyện về chuyên môn nó cũng đã đủ rồi. Bây giờ có thể chia sẻ một vài những cái niềm vui trong cuộc sống đi. Bây giờ đã là một chàng trai có gia đình, có vợ rồi. Chia sẻ về cuộc sống bây giờ là thế nào? Và đấy chắc chắn là một cái điểm cân bằng cho mình rồi. Thật sự là khi Trinh lấy vợ vào thì cũng cảm thấy mình cũng thay đổi rất là nhiều. Đi thi đấu về thì nhiều lúc thi đấu gần nhà thì lại phải chạy về nhà, chứ không được đi ăn cùng các anh em bạn bè. Ở nhà thì lúc nào bây giờ cũng có một người luôn đợi ở nhà để chờ cơm rồi. Bình thường là khi đội Bình Định ra đây thì Trinh đi tập, không thì sẽ xin thầy là cho về ăn cơm với vợ, tại vì vợ chỉ ở trên này một mình thôi, dành những cái khoảng thời gian ít ỏi để về hai vợ chồng ăn cơm với nhau, tâm sự nhiều hơn. Cũng lại vẫn yêu xa nhỉ? Khổ thân. Những cái lúc mà đi thi đấu xa nhà mà vợ ở đây một mình như thế thì thật sự là cũng cảm thấy là nó vất vả đấy nhỉ? Thật sự là khi lấy vợ vào rồi thì Trinh cũng đi thi đấu xa, vợ cũng chỉ ở nhà, thì khoảng thời gian ở Bình Định thì cũng có những khoảng thời gian là vợ của Trinh đi vào Bình Định chơi 1-2 tuần, chơi với nhau trong đấy, xong lại vợ lại quay trở về Hà Nội. Đây là những cái khoảng thời gian mà chỉ dành cho nhau được như thế thôi. Hỏi tò mò tí nhá, tại sao không chuyển vợ vào Bình Định? Mình có thể kiếm một cái công việc gì đấy ở trong đó hay gì đấy. Chứ bây giờ nói thật là lấy vợ xong bỏ vợ ở lại một mình ở thủ đô là một tội ác đấy. Vâng, đấy cũng là điều mà Trinh cân nhắc rất là nhiều. Cũng muốn cho vợ vào lắm, nhưng mà tại vì vợ ở ngoài Hà Nội này thỉnh thoảng lại còn chạy về quê nội, chạy về quê ngoại để hỏi thăm sức khỏe, để về nhà chơi mọi người. Còn dâu trưởng đúng không? Dạ vâng ạ. Tại vì còn về chơi với một cái điều mà cho vào Bình Định ở thì cái điều đấy là Trinh cũng tính toán rất là nhiều rồi, nhưng mà do ở ngoài này là còn chạy đi chạy về được cả hai nơi. Tức là nếu mà vào trong đấy thì thuận tiện cho mình, nhưng mà gia đình nhà nội, gia đình nhà ngoại thì lại gặp nhiều cái thiệt thòi đúng không? Có một cái mà mình nhận ra là gần đây không thấy Trinh vui như ngày xưa nữa. Ít nhất là trên mạng xã hội, ngày xưa trên mạng xã hội vui vẻ lắm, hoạt động nhộn nhịp lắm. Gần như anh em nào viết cái gì lên là cũng thấy Trinh vào. Và bao giờ Trinh cũng thả những cái câu rất là hay, rất là vui. Gần như là một người mà tạo ra cả một cái sự sôi động cho cả một cái post của anh em. Nhưng mà dạo này hình như là hay là mình trưởng thành rồi, hay là mình như thế nào mà dạo này thấy rất là kiểu nó trầm lắng một cách rất là đáng ngờ ấy. Đấy cũng là một cái trưởng thành, và nhiều khi mình phải trầm lại để mình nhìn nhận lại cái cuộc sống của mình trong những năm vừa qua, những năm trước kia mà mình chưa lấy vợ. Trinh cũng cảm thấy là thực sự là mình cũng ít hoạt động Facebook hơn hẳn, và nhiều lúc mình chỉ lướt đi để like hoặc là thả tim ảnh các bạn bè thôi, tại vì mình ít comment lắm. Vâng, rất ít comment. Rất là ít comment. Một phần thật sự là cũng do công việc nữa. Công việc của mình không tốt thì nó sẽ tạo cho mình
không có cái niềm vui nữa. Mà một khi đã không có cái niềm vui nữa thì cũng chỉ muốn có một nơi yên tĩnh để cho mình thả stress như vậy thôi. Thật sự là khi lên mạng nhìn thấy các anh em thì nhiều lúc cũng vẫn muốn vào comment bình luận lắm chứ, nhưng mà nhưng phải thật sự là không. Hồi trước thì như vậy thì mình sẽ vào comment, nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó là một cái gì đấy rất là khó để mình viết ra xong để mình trêu đùa các anh em. Thứ nhất là nó không còn cảm hứng, đúng không? Bởi vì mình đang mang trong mình một cái gì đấy nó cũng chưa được vui lắm. Ừ, rất là nặng nề. Mà khi mà mình không vui thì làm sao mình mang niềm vui đến cho người khác được. Như cái này là chúng ta bàn bạc với nhau thôi nhá. Ví dụ tại sao Trinh lại không nghĩ là đấy là một sự cân bằng? Ví dụ như là khi nghề nghiệp của mình hiện nay nó đang hơi có một chút áp lực thì ta phải vui cuộc sống lên để nó kéo tất cả mọi thứ lên. Chứ cả hai cái đều trầm xuống như thế này thì rất là nguy hiểm. Trinh có nghĩ là mình có nên thay đổi một chút không? Mình cứ vui đi đã, đúng không? Bởi vì là nghề nghiệp, không trận này chưa tốt thì chúng ta sẽ có trận sau. Nhưng mà ngày nào chúng ta cũng phải sống. Mà một ngày chúng ta sống mà không vui là coi như một ngày chúng ta mất oan một ngày. Trinh nghĩ thế nào về cái sự bàn bạc này của chúng ta? Thật sự là vui thì không phải là ở ngoài cuộc sống thì Trinh cũng không buồn. Khi ra sân mình rất là vui vẻ và thoải mái, và khi về nhà đấy là hai nơi để mình có trọn vẹn niềm vui. Đấy là hai nơi để cho mình thoải mái nhất, để mình tận hưởng nhất. Và chỉ có niềm vui là khi nhìn thấy các anh em status như vậy, mình không kiểu không dám vào bình luận, hoặc là kiểu mình không bình luận với các anh em như thế được nữa. Thì có sợ khi nào mà sợ anh em một người nào đấy người ta thả những cái câu vô duyên mà khiến cho mình bị tổn thương đau lòng không? Ví dụ như là bây giờ vào comment chỗ Hoàng Đức chẳng hạn, anh em lại thả một cái là dạo này không thấy Trinh đâu nhỉ, hay là ghi bàn đi Trinh ơi, hay là gì đấy không? Bạn bè thì sẽ không, cổ động viên ấy, mình nói là cổ động viên ấy. Đôi khi có những lời lẽ như vậy thì cũng gây cho mình rất là buồn. Đấy là những cái mà anh em rất là ít lên comment là bởi vậy, là sợ những cái tình trạng đấy xảy ra. Mong muốn lớn nhất của Hà Đức Trinh bây giờ là gì? Điều mong muốn nhất bây giờ là ở câu lạc bộ thì Trinh mong muốn là mình sẽ được thi đấu nhiều hơn và thi đấu tốt hơn ở câu lạc bộ, và ghi được bàn thắng, nhiều bàn thắng hơn để mình giải tỏa được những cái khó khăn của mình trong 1-2 năm vừa rồi, để cho tinh thần thoải mái. Và khi Trinh nghĩ là một khi tinh thần đã thoải mái rồi thì cũng không biết được chuyện gì xảy ra. Và một điều quan trọng không kém là đây đang là độ tuổi rất chín. Đây là độ tuổi phải nói đẹp nhất với một tiền đạo. Đó, ở cấp đội tuyển cũng đang rất là cần tiền đạo. Hôm vừa rồi thì huấn luyện viên Philippe Chu-xê có một cuộc họp với các trợ lý và có nói rất nhiều về tiền đạo. Hiện nay đang rất thiếu tiền đạo, mà đặc biệt là cực kỳ thiếu tiền đạo cắm. Thậm chí là ông phải xuống cả hạng nhất để ông đi tìm. Mà ở đây chúng ta có một Hà Đức Trinh đây rồi. Trinh suy nghĩ gì về cơ hội của mình? Chỉ cần Trinh thi đấu tốt 1-2 trận thôi là cơ hội ở đội tuyển nó lại rộng mở ngay. Mình suy nghĩ cái đầu tiên là mình phải tạo được một cái niềm tin cho huấn luyện viên khi mình ra sân mình thi đấu, để cho huấn luyện viên người ta nhận nhận được cái phong độ và cái khả năng của mình có thể làm được những cái gì để phục vụ ở trên đội tuyển, để giúp cải thiện hay là hợp với cả lối chơi của huấn luyện viên, thì khi đấy thì mới là cái sự quyết định của huấn luyện viên để lựa chọn mình. Với các cổ động viên, đặc biệt là với những người yêu mến, ủng hộ và luôn dõi theo Hà Đức Trinh, Trinh muốn nói gì với các bạn đây? Thì Trinh cũng rất là cảm ơn trong thời gian qua, tuy gặp khó khăn, tuy những có thời gian mình không được thành công cho lắm, nhưng mà Trinh cũng xin được cảm ơn tất cả mọi người, cổ động viên theo dõi Trinh, luôn ủng hộ Trinh. Lời cảm ơn rất là sâu sắc đến tất cả mọi người vì đã luôn đồng hành và luôn ủng hộ Trinh trong quãng thời gian Trinh gặp khó khăn. Lời cảm ơn thiết thực nhất vẫn là những bàn thắng. Chúc cho Trinh luôn luôn mạnh khỏe, may mắn, thành công, ghi thật nhiều bàn thắng
và sớm trở lại đội tuyển quốc gia. Sang năm gia đình tăng thêm nhân khẩu. Chương trình mọi điều tốt đẹp.